Xin kính chào anh em gần xa khắp nơi đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Thì hôm nay em về được một con Rally Yamaha có model là DSB AS 1300 để phục vụ anh em. Và đây là hàng đấu giá nội địa Nhật về nên hình thức còn khá là đẹp nha anh em. Toàn bộ mặt trước được thiết kế là phay nhôm hoàn vàng chanh rất là đẹp. Và cái nấm volume cũng được thiết kế là bằng kim loại, nhìn rất là sang trọng nha anh em. Và với cái dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta các định dạng đa kênh như cơ bản như là Dolby Digital và cả DTS. Và với cái dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái cổng kết nối là cổng quang, thì anh em có thể chơi nhạc và xem phim từ mạng internet thông qua cái kênh YouTube với cái kết nối cổng quang trực tiếp và âm ly khá là hay. Và ngoài ra nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái cổng kết nối analog thông thường, thì anh em có thể chơi nhạc từ đầu đĩa hoặc là điện thoại của cái cổng 3.5 cũng rất là tiện dụng. Và ngoài ra với cái dòng này thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cái chế độ nghe nhạc lên tới là 27 chế độ xem phim và nghe nhạc. Thì chúng ta có thể điều chỉnh cái nút effect bên trong ha, và thay đổi những chế độ. Và đặc biệt là dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái chế độ nghe nhạc bằng 6 kênh stereo. Thì đây là dòng đa kênh 6.1 nha anh em. Thì với cái chế độ này thì anh em có thể nghe nhạc bằng tất cả 6 kênh loa đều như nhau, khá là hay để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Và đặc biệt là nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái nút chỉnh bass chép trực tiếp với chiếc máy thì chúng ta có thể điều chỉnh như là những âm đi stereo 2 kênh. Và nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái nút tăng bass luôn, cũng như là cái chức năng là Recessor Direct, tức là nó sẽ đi nhạc trực tiếp không qua mặt bass chép, thì chúng ta có thể chơi nhạc mộc trực tiếp luôn. Và ngoài ra thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái chế độ loa A hoặc B hoặc là A cộng B luôn nha. Rồi, em sẽ test một đoạn nhạc xuân trong không khí là chuẩn bị đón Tết nha, để test cái chất âm cho hôm nay con đi này, cũng như là quay cái ngoại quan xung quanh để cho anh em xem. Và máy về còn khá là đẹp nha anh em, nó sẽ còn khách sách luôn ha. Và khiển đây là khiển phụ kiện của Yamaha, có thể chỉnh các chức năng cơ bản của đi luôn. Tên là ngõ DVD nha anh em, và em chuyển sang ngõ CD, đó là ngõ analog ha. Rất là nhiều chế độ nghe, thì anh em có thể điều chỉnh cái chế độ nghe nó phù hợp ở phía dưới này ha. Có thể là sử dụng chế độ nghe ở chế độ stereo hoặc là chế độ đa kênh, số cái chế độ âm thanh. Và với cái dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái bộ giải mã DAC 24 bit, và tần số lấy mẫu lên đến là 192 kHz, nó cao hơn nhiều so với những cái dòng trước đó chỉ tầm 96 kHz mà thôi, nên anh em có thể sử dụng cái con đi này để làm giải mã DAC cũng khá là hay. Và về phần công suất của nó nha anh em, phần công suất của nó thì đây là cái cuốn catalog của nó đây. Công suất thông thường của nó là 100W, và maximum ở loa 6 ohm thì nó lên đến là 150W nha. Khá là khỏe. Thì với cái con AMD này anh em có thể lắp thêm băng số để karaoke cực kỳ tốt. Và về phần cái
thông số trọng lượng của nó ha, thì 15 kg nha. 15 kg. Và về kích thước của nó nha anh em, kích thước chiều ngang của nó là size lớn luôn. Chiều ngang của nó là 435 mm ha, và chiều cao. Chiều cao là 170 mm. Và chiều ngang 430 mm nha anh em. Hình thức máy rất là mới nha anh em, toàn bộ nắp lưng cũng như là mặt trước mặt sau rất là đẹp. Những cái con mà hàng đấu giá mạng thì về đa số là đẹp hết nha anh em. Rồi tiếp theo em sẽ quay cái kết nối phía sau con Amly này nha. Và đây là kết nối phía sau con Amly Yamaha DSB AX 1200 nha anh em. Thì đây là cổng quang, em đang kết nối vào ngõ DVD, thì đây là tín hiệu anh em có thể lấy tín hiệu từ Smart TV đi xuống ha. Và đây là cổng analog, em đang kết nối vào ngõ CD. Thì phía trước em đã test hai cái ngõ này vào này rồi. Và đây là cái thông số của nó nha anh em. Yamaha DSB AX 1300, điện áp 100V, công suất tiêu thụ điện là 260W, made in Malaysia. Và với cái dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta đánh ở loa men A hoặc B hoặc là A cộng B. Tuy nhiên khi mà đánh ở chế độ loa A hoặc là B thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái trở kháng là từ 6 ohm cho tới 16 ohm. Khi đánh cùng lúc là chế độ A cộng B thì trở kháng của nó một loa phải tối thiểu là 12 ohm. Tuy nhiên tìm một loa 12 ohm rất là khó ha, nên chúng ta không nên đánh ở chế độ loa A cộng B. Thì chúng ta có thể sử dụng là đảo loa, một là A hoặc là B. Và với cái dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái chế độ là Ontario, nên chúng ta không cần đánh ở loa A cộng B đâu. Chúng ta chỉ lắp riêng biệt là một cặp loa A hoặc là B, và sau đó là một cặp loa cho vị trí là rear và một cặp cho center và center rear. Như vậy là cùng lúc ta có thể đánh ba cặp loa, một vị trí là loa phòng A, vị trí là cho sổ ra và vị trí là center. Rồi, ở đây em sẽ test các ngõ ra lo luôn cho anh em ha. Rồi, một cặp lo cho vị trí là phong ha. Và tiếp theo nữa là một cặp lo cho vị trí là rear nha. Và một vị trí cho là center và center rear luôn. Rồi, như vậy là tất cả các ngõ ra lo đều hoạt động ok. Thì khi lắp lo anh em chú ý giùm em là lắp đúng cộng và trừ thì nó sẽ không bị ngược pha nhau, thì nó sẽ cho chất âm là tốt nhất. Nếu mà bị ngược pha thì nó sẽ phá âm thanh, nó sẽ không có hay ha. Rồi ở đây em đã chuẩn bị sẵn một cái con Amly bên ngoài để test cái ngõ rê out cho chúng ta luôn. Và với cái dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái rê out ở đây, khu vực output nha anh em, khu vực main. Và sẽ lo sub điện thì sẽ lắp vào vị trí là subwoofer nha. Rồi em sẽ test các ngõ ra lo rê out. Khi chúng ta đưa tín hiệu từ cổng quang vào và nó sẽ xuất rê out qua và xuất qua một cái hệ thống audio khác để làm một cái giải mã DAC trong một cái tầm giá cực kỳ tốt luôn. Không có một cái giải mã DAC rời nào mà có được một cái giá như những cái con Amly đa kênh như thế này với cái chất lượng Nhật Bản luôn. Và sạc điện kết nối vào đây ha, thì cắm sạc điện thì nó sẽ không được nghe tiếng rõ như những cái loa phong ha. Ha, nó sẽ có tiếng bụp bụp nhỏ nhỏ thôi ha, thì khi ta lắp sub điện lớn thì nó sẽ có tiếng âm thanh nó lớn hơn. Rồi tiếp theo em sẽ soi ruột gan nội thất bên trong con Amly Yamaha DSB AX 1300 này ha. Và đây là nội thất bên trong con Amly Yamaha nha anh em. Ruột gan con này thì rất là gấu và rất là mới ha, như anh em sẽ thấy là một cái biến thể nguồn Yamaha cực to. Và hai cái tụ lọc nguồn là 12.000 mAh một tụ và do Yamaha sản xuất luôn nha anh em. Và dòng này thì nó sẽ sử dụng là 12 sò than nha. Ruột gan khá là mới nha anh em. Và đây là cái bộ giải mã mà Yamaha thường lắp trong một cái hộp để chống nhiễu nha. Khu vực để giải mã. Khung sườn sắt còn sáng màu luôn, rất là mới. Và đây là những cái tụ phụ trợ ha, ngoài những cái tụ chính như thế này.
rất là mới, mới từ trong tới bên ngoài luôn. Và với cái dòng Yamaha này thì anh em có thể lắp van số vào để karaoke khá là khỏe, với cái công suất lên đến là 150W một kênh, cũng như là anh em có thể sử dụng để làm giải mã DAC với tần số lấy mẫu là 192kHz và 24 bit ha, rất là chuẩn, cũng như là có khả năng để nghe nhạc và xem phim trực tiếp từ kênh YouTube, từ mạng internet luôn. Và với cái dòng Yamaha này thì em sẽ bán với giá là 2.500.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Máy rất là đẹp nha anh em, rất là đáng sở hữu và sưu tầm. Với cái tầm giá này thì nó cực rẻ hơn so với những cái âm ly lắp ráp tại Việt Nam luôn. Thì xin cảm ơn và chào tạm biệt anh em. Xin hẹn gặp lại anh em trong những cái video clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt ạ.